ba tuần với tư cách là một thành viên trong gia đình của công ty. Xin được giới thiệu với quý vị một số các sản phẩm để quý vị biết sản phẩm nào mình cần, sản phẩm nào rồi mình mua sản phẩm đó về đặc trị cho làn da của mình. Thưa cho chúng tôi được lần lượt giới thiệu với quý vị các sản phẩm bên trên sân khấu như thế này. Đầu tiên xin được giới thiệu loại dùng để rửa mặt, sữa rửa mặt của loại sản phẩm DL Miracle. Công ty EV Princess đã từng được biết đến với nhiều loại sản phẩm khác nhau, nhiều dòng sản phẩm khác nhau. EV Princess Cosmetics, EQ Skin Solution và hàng loạt các dòng sản phẩm. Và hiện nay chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu với quý vị dòng sản phẩm mới, dòng sản phẩm dưỡng da cấp. Và đây là dòng sản phẩm mang tính quốc tế, hiện đang dương lên hàng đầu và đang được xem là một trong những người bạn đồng hành của nhan sắc Việt. Dù sống ở Việt Nam hay bất kỳ nơi nào trên thế giới, chúng tôi có tất cả là 7 lọ căn bản của dòng sản phẩm mới có tên gọi là BL Miracle, điều kỳ diệu của BL. Thưa quý vị, đầu tiên mình cần cái gì quý vị? Sữa rửa mặt. Loại sữa rửa mặt này đặc biệt là nó có rất nhiều tinh chất của lưu hội của aloe vera và đặc biệt các loại vitamin B2, B5. Do đó làm sao quý vị? Nó giúp cho làn da mình nó xe lại lỗ chân lông, nó săn lại, nó làm mịn màng làn da. Cho nên khi mà quý vị mà rửa mặt á, dùng cái loại sữa rửa mặt này thấm một chút nước rửa đều gương mặt của mình buổi sáng khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, một ngày rửa mặt 2 lần. Tác dụng của nó chẳng những làm sạch da, lấy luôn chất cặn bẩn nằm ở bên dưới lỗ chân lông và nó giúp cho da mình được giữ ẩm trong suốt ngày. Mà da giữ ẩm thì sao quý vị? Mình sẽ trẻ lâu hơn. Xin được giới thiệu loại sữa rửa mặt đặc biệt của BL Miracle. Ngoài ra chúng tôi cũng xin giới thiệu với quý vị các loại sản phẩm lần lượt đó. Mình có cái loại mà dưỡng da, loại solution, kem dưỡng da ban ngày, kem làm trắng da. Quý vị thấy hình ảnh ở trên màn hình như chúng tôi giới thiệu. Loại kem ban ngày và ban đêm của BL Miracle có tác dụng gần như giống nhau ở chỗ là nó giữ gìn cho làn da quý vị mềm mại. Là bởi vì nó được chiết xuất từ các loại tinh chất của aloe vera, các loại sinh chất của trái cây, của vitamin không quá chất. Quý vị biết nhờ vậy đó, nó giúp làn da mình nó mịn màng, tự nhiên, không bị phản ứng của chất hóa học. Kem dưỡng da ban ngày đương nhiên là mình dùng buổi sáng. Khi nhiều sử dụng loại kem dưỡng da ban ngày thì dễ lắm. Quý vị mở hộp ra, nhớ 5 điểm chấm cho đó, 5 điểm trên mặt của mình. Ban ngày ở ban đêm là sao quý vị? 1 trên trán, 2 trên mũi, 3 bên trái, 4 bên phải, 5 dưới đầu. Năm trắng thôi, đúng không? Còn cái gì tôi muốn làm nhiều hơn rồi đó. Tôi muốn cho trẻ lâu. Năm trắng đơn giản thôi, cho cái gì rồi lấy hai tay mình xoa đều buổi sáng với kem dưỡng da ban ngày, buổi tối với kem dưỡng da ban đêm cũng năm trắng như vậy. Dưỡng da cho mình cả ban ngày lẫn ban đêm. Rồi bây giờ cho tôi tùng xin hình ảnh của loại kế tiếp. Thưa quý vị, đây là loại kem dưỡng da đặc biệt, loại kem dưỡng da cao cấp hiện nay, đặc biệt dành cho những làn da nào đang bị đồ mồi, bị nám, bị tàn nhang, đặc biệt đau khổ hơn là bị mụn đầu đen đó quý vị, khổ lắm không biết cách nào. Thì nhờ có các loại tinh chất aloe vera và các loại vitamin, loại vitamin E, C, nó giúp cho lấy đi của quý vị những cái vết thâm đen, những cái vết da bị sẫm màu, nó lấy đi những vết nám, tàn nhang, đồi mồi ở bên dưới lỗ chân lông. Rồi sau đó nó kích thích sự phát triển của tế bào non của mình, nó làm tế bào non phát triển. Và nhờ vậy quý vị thấy các cái vết nám nó lần lượt nó đi đi. Đây là một trong những loại kem tuyệt vời giải pháp cho những quý vị nào đang đau khổ gì nám và tàn nhang. Bây giờ đã đến lúc quý vị hát bài buồn ơi chào mi, rồi bởi vì mình có kem dưỡng da chống nắng rồi. Đấy, quý vị nhớ cái loại đặc biệt, cái chữ là
cái chữ cái gì mà thấy chắc cái chữ cuối cùng á, skin corrector, nhớ skin corrector là loại chống nám. Cho nên tôi sẽ hình ảnh coi lọ kế tiếp. Bây giờ tới cái lọ có tên gọi là BL Miracle Advanced Hydration Protection. Tại sao phải có cái lọ này? Bây giờ Thanh Tùng giải thích. Hồi nãy Thanh Tùng mới giới thiệu cái lọ mà chữa nám, lấy hết vết nám ra, đúng không ạ? Thì sau khi cái làn da mình nó được tái tạo tế bào non và quý vị không dưỡng, tế bào non mình nó mới phát triển, mình không dưỡng mà đi ra đường thì sao ạ? Nắng nè, bụi nè, gió nè, ô nhiễm môi trường nè, nó tác động lên tế bào non đó là sao? Tổn thương không? Đây là giải pháp sau khi mà mình đã lấy cái vết nám ra rồi thì phải có cái em này là em dưỡng cho cái da của mình, nuôi cái tế bào non mà bắt đầu phát triển dần dần lên. Và nhờ vậy quý vị, da của mình nó mịn màng, nó mềm mại và nó trắng và sáng. Đây là giải pháp tuyệt vời. Sau khi đã chữa nám thì phải có cái lọ này. Có gì quý vị nói chứ thôi, kinh tế khó khăn, tôi mua cái lọ trị nám thôi, không cần mua này chi cho tốn tiền. Quý vị đã chữa được nám mà quý vị không dưỡng cái da cho nó trẻ, nó đẹp hơn, Thanh Tùng đề nghị khỏi mua lọ chữa nám chi cho uổng tiền vậy. Mua thì mua một cặp, đúng vậy không chị? Mua thì mua một cặp, nếu mua áo thì mua quần, để mua áo cũng mặc quần lên sao? Thành ra đây mình thấy đây là cái giải pháp tuyệt vời cho vừa chữa nám và dưỡng da cho mình trắng sáng làn da. Cho Thanh Tùng xin lọ kế tiếp. Đây là lọ kem dưỡng cho quần thâm mắt. Quý vị nhìn thấy cái chữ BL Miracle Advanced Retinol Eye Cream, loại kem dưỡng mắt. Những cái gì nào mà mình bị cái quần thâm xung quanh mắt, đúng không ạ? Không có cần phải lớn tuổi đâu, chỉ cần 30 thôi mà lỡ sao ạ? Hai đêm vì lý do nào đó mà mất ngủ, chuyện gì xảy ra? Cái quần thâm ở dưới nó bị theo cái khuôn mắt mà nhìn nào thì lúc đó là sao? Đôi mắt của mình thôi rồi, không còn tinh anh nữa, nó mất đi cái nét quyến rũ ngày xưa, đúng không ạ? Thì đây là giải pháp, có gì thoa cái loại kem này bên dưới những cái quần thâm đó, chỉ cho một thời gian ngắn các quần thâm sẽ từ từ biến mất. Hoặc là những cái gì nào bị bọng mỡ ở bên dưới đôi mắt thì cái eye cream này, loại kem dưỡng bằng mắt này, nó sẽ xóa mờ đi bọng mắt bị đắp kia, vết thâm đen xung quanh mắt, trả lại cho quý vị cái đôi mắt tinh anh, đôi mắt quyến rũ như mở đầu. Tuy nhiên như vậy thì một lần nữa xin được giới thiệu tổng cộng là 7 lọ căn bản của lọ bộ kem dưỡng da cao cấp hiện nay BL Miracle. Đây là loại kem, sẽ nhắc lại công dụng của nó, chẳng những dưỡng da, làm mịn da, sáng trắng da và đặc biệt xóa nám, hiệu quả vô cùng. Cá nhân của Thanh Tùng là người sử dụng các sản phẩm này từ ở bên Mỹ trước khi về đây. Không riêng gì Thanh Tùng mà quý vị biết, gia đình của Thanh Tùng, ba với mẹ của Thanh Tùng đã sử dụng, em dâu Thanh Tùng đã sử dụng, và rồi một số các ca sĩ ngôi sao tại hải ngoại đã thử, đã sử dụng và họ đã thành công. Tại sao quý vị lại chờ thêm một ngày cho cái làn da không đẹp của mình? Cuộc đời đó có bao lâu mà hình thờ, khi đã có giải pháp xóa nám, giải pháp chống lão hóa, giữ lại sự thanh xuân, tại sao mình không bắt đầu làm đẹp ngay ngày hôm nay, đúng không ạ? Ngay trong ngày hôm nay, xét lại từ bây giờ cho đến khi thương xá tắt đóng cửa, tất cả các sản phẩm của công ty, kể cả EV Princess Cosmetics và đặc biệt loại kem dưỡng da BL Miracle bớt 30% cho tất cả các sản phẩm, có nghĩa là có gì mua nhiều, có gì tiết kiệm nhiều, mua nhiều trẻ nhanh và trẻ lâu. Cho Thanh Tùng có một lời khuyên ngắn thôi, chúng tôi biết kinh tế khó khăn, khi mua sắm mình phải rất là khôn ngoan, nhưng với kem dưỡng da BL Miracle không thể chỉ xài một lọ ngồi đó chờ đợi điều kỳ diệu Miracle diễn ra. Bởi vì nếu đã lột cái chất nám đi, tẩy chất nám đi mà không dưỡng làn da thì cũng như không. Đã dưỡng làn da rồi mà không có kem dưỡng da ban đêm cũng như không. Thế nên lời khuyên là gì ạ? Xin hãy mua trọn bộ, xin hãy sử dụng trọn bộ để có nét đẹp tự nhiên một cách toàn diện trong thời gian sớm nhất. Đó là BL Miracle. Còn ngoài ra, công ty EV Princess của chúng tôi có chủ trương là chẳng những đẹp mà còn phải
khỏe, khỏe bản chất cho tinh trùng chứ có thể được các hình ảnh cho các loại dược mỹ phẩm, các loại dược thảo mà chúng tôi giới thiệu ngày hôm nay. Bên cạnh các loại sản phẩm làm đẹp, chúng tôi có những sản phẩm đặc biệt để giữ gìn sức khỏe dành cho tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi. Đầu tiên, cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị lọ linh chi đỏ. Trên tay của Thanh Tùng là hộp đựng linh chi đỏ, và đây là cái lọ linh chi đỏ. Đây là dược thảo quý vị. Linh chi đỏ là một trong các loại dược thảo đã được tiến tới từ cả ngàn năm, và cho tới giờ phút này nó được tinh chế ra để mình uống vào mỗi ngày giống như là vitamin. Nhưng nó là dược thảo và tác dụng của nó giúp kháng lại các vết thương, giúp kháng lại bệnh ung thư, chống cái nguy cơ bị tiểu đường. Thanh Tùng mỗi ngày uống 3 viên, mỗi ngày Thanh Tùng uống 3 viên. Quý vị biết công việc của Thanh Tùng hết sức bận rộn, cực kỳ bận rộn bên đó. Sáng đi học, trưa thu TV, chiều trở về làm đài phát thanh, tối làm cơm quốc, cuối tuần live show. Thanh Tùng mà sống sót được tới ngày hôm nay là này là quý vị. Linh chi đỏ, công hiệu tuyệt vời. Và đặc biệt, quý vị biết thêm một cái công hiệu nữa là gì với quý vị biết không? Nhưng quý vị nào mà mình khoảng 50-60 á, mấy cái tóc bạc ở hai bên thái dương á, tự nhiên cái nó ra màu trắng bạc, đúng không ạ? Quý vị chịu khó uống dùng cho chúng tôi một ngày cũng 2-3 lần như thế này, bảo đảm nếu quý vị trong một thời gian ngắn quý vị thấy tóc của mình xanh đen trở lại, tóc xanh trở lại, nhờ là nhờ cái công hiệu của linh chi đỏ rất tuyệt vời. Và quý vị biết người đầu tiên thử cái linh chi đỏ thì chính là Hoa Hồng Bích Liên. Nàng thử rồi, nàng thấy tốt, nàng mới giới thiệu với khách hàng của mình và xin thưa ngay để quý vị hoàn toàn an tâm. Sản phẩm này linh chi đỏ Thanh Tùng đang cầm trên tay được bào chế từ Mỹ và đã được cơ quan FDA là cơ quan kiểm soát về thực phẩm và dược phẩm của Hoa Kỳ, họ kiểm nghiệm, họ chấp nhận đầy đủ phẩm chất tiêu chuẩn để tung ra thị trường. Đặc biệt hơn nữa, sản phẩm này là loại sản phẩm organic. Organic có nghĩa là khi bào chế mình không sử dụng hóa chất, hoàn toàn tinh chế từ thảo dược thiên nhiên. Linh chi đỏ Thanh Tùng đang cầm trên tay. Và kế tiếp cho Thanh Tùng giới thiệu với quý vị là lọ đông trùng hạ thảo. Lọ đông trùng hạ thảo quý vị cùng có cùng một lúc với lại linh chi đỏ. Đông trùng hạ thảo quý vị nhớ là loại gì, quý vị nhớ không? Tại sao mình gọi đông trùng hạ thảo? Tại vì cái loại này đặc biệt, mùa đông á nó là con trùng, mùa hè thì nó là thảo dược, và nó sống ở những vùng thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, khó khăn lắm để tìm được nó, và nó chính là loại thần dược mà người Trung Hoa họ đã dùng cả ngàn năm trước. Bây giờ phương Tây họ mới bắt đầu biết được khoảng 100 năm gần đây. Cái loại đông trùng hạ thảo này nó giúp cho quý vị lấy được cái energy, cái năng lượng cần thiết khi mình đi làm mỗi ngày. Nó giúp cho mình không mệt mỏi, và nhờ vậy mình có thể làm được nhiều việc trong ngày, nhất là đời sống công việc quá hiện đại và bận rộn. Nên xin giới thiệu hai lọ linh chi đỏ và đông trùng hạ thảo bây giờ đã có sẵn ở ngay showroom của công ty EV Princess. Để nhắc lại, ngay trong ngày hôm nay để chào mừng ngày khai trương, trong ngày hôm nay mà thôi 30% giảm giá cho tất cả mọi sản phẩm. Chúng tôi mời quý vị ngay sau kết thúc chương trình nhớ ghé thăm để sử dụng các sản phẩm của công ty. Đây, đợi em nói xong rồi mới cầm ra đưa nè. Đông trùng hạ thảo, lọ đang cầm, cái tôi đang cầm trên tay. Quý vị có thể xa quá thì không có thấy, nhưng cái tên thì mình có thể nghe và nhớ được. Quý vị có thể hỏi thăm, chính Thanh Tùng đang sử dụng lọ màu trắng đúng không? Đông trùng hạ thảo này, quý vị uống dùng cho Thanh Tùng mỗi một ngày cũng từng hai lần. Mỗi một ngày đó, mà quý vị nào mà mình không yếu lắm cũng một viên, mà mình yếu rồi thì mình cần lấy lại sức khỏe thì hai viên quý vị uống dùng cho Thanh Tùng trước buổi ăn sáng từ 15-20 phút, trước buổi ăn trưa từ 15-20 phút, và không uống vào buổi tối tại vì nó bổ quá, uống buổi tối cũng không được. Quý vị uống cái này, quý vị an tâm và sức khỏe của mình sẽ được bảo đảm, và quan trọng là dược thảo nữa quý vị. Điều có nghĩa là sao ạ? Quý vị
chị nào đang uống thuốc tây, tôi đang uống thuốc với tiểu đường, tôi đang uống thuốc với ung thư, tôi đang uống thuốc với cao máu chẳng hạn, không sao cả. Thuốc nào bác sĩ cho cứ uống, uống kèm thêm cái dược thảo nữa thì bệnh của mình nó mau lành hơn. Thế thôi. Và tôi nhắc lại, đây là các lọ sản phẩm đã được cơ quan FDA của Hoa Kỳ chuẩn thuận và Bộ Y tế Việt Nam chấp thuận để cho nhập vào thị trường của Việt Nam và giới thiệu với khách hàng tại Việt Nam, đặc biệt là tại Sài Gòn. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ.